Đây, nay tắm luộc hột vịt lộn nước dừa với lợ hôm. Đây là đoạn đầu cháu nó làm sơ vậy, chút đi tí. Ok rồi. Ôi, trứng này Rồi, bị gì nhẹ kìa? nhẹ tay, nhẹ tay xíu. Trứng này quẻ nè. Rau răm, dừa, hột vịt lộn, và bỏ chảo này. Sắc phanh tròn nó được, sắc phanh tròn tròn, sắc đầu này trước. Okay. Ở đầu này, sắc Bự không? Anh bự không? dừa hơi mỏng thôi. Cái này không? Mỏng vậy. Rồi, đúng rồi. Đây. Nữa. Nữa. Nhiều đó là nó ra nước không cũng là cái dừa nó là đủ đủ đô rồi. Còn của này khó khăn. Rồi được rồi, con bỏ vô đi. Cho vô. Lụm lụm vô con. Lụm vô. Bỏ Cái dao này cho vô chảo, bỏ đại xuống đi chút mình thử. Lụm hết lót với chảo. Trời ơi. Rồi con đục dừa đi để cho lỡ có làm trứng vô trước đi, cho trứng vô đây đi, cho nước vô đi, mà cho nước dừa vô trước đi, cái mình mới cho nước dừa, đục dừa đi, đục dừa sao ta, tại đấy hành lang dạt đi, ăn dạt dạt con đâu biết dạt à, dạt con không biết, ra kêu cha con dạt đi, thôi con thử bây giờ là thổi vậy nha, cho trứng vô nào cắt được lỗ đi về. Nè ánh lụm trứng vô con quay video coi con. Rửa xong nãy là con gái nãy giờ mới ra phụ. Lụm hết vô con. Bỏ cho đều á, xong cho nước dừa lên. Hết trứng vô. Giờ ra đây đủ ánh sáng này, ánh sáng này nó bị ngược. Ánh sáng này bị ngược ánh sáng. Chưa đục được không? Sao đây? Rồi, hay tạm ngưng video rồi đó. Chưa. Okay. Hết đi. Rồi. Luộc chúng ra nước à. Okay. Rồi ánh lên đi con, lên qua bển cái cắt ớt vô. Nãy giờ mày làm đổ đi. Thì đừng cái. Bỏ bếp ga con đàng hoàng cái cắt ớt vô, ra bếp đó rồi. Rồi con cắt ớt đi, Hana để cho hai cắt con cầm video nè. Dạ cả. Cái gì trời, định hai con lấy công gì. Hai con cầm đi hai cắt ớt cho. Đây, lấy kéo vô cho hai coi. Lấy kéo. Lấy kéo rồi hả? Lấy muối nha con. Cắt xong đi mình mới cho đời lửa lên. Lượm hũ muối cho hai nè. Dặn một miếng muối ít thôi, không có muối vô nó cũng không có được đâu. Nước dừa hơi ít hả ta? Nước dừa hơi ít, không phải ít đâu, tại vì cái hôm nó nằm dưới chút cái gì mà nó lên nó tan nước ra cái là dừa y luôn. Này mua chắc cỡ 3 trái mới đủ quá này. Rồi. Cho một này muối phải đúng muối không? Muối đúng không? Được không? Phải muối hay không đổ ra cái này. Phải muối chứ sao mà không phải muối. Lộn bịch đường cái thì. Rồi, dạo này. Thôi. Cho lửa lên nha cả nhà. Quay bật lửa lên. Bật lửa vào đây. Trời không biết bật lửa nè. Chạy qua đây. Đúng rồi. Rồi. Tạm ngưng video bị con chút cái này. Tạm ngưng. Rớt cái điện thoại dưới chân nữa đi mệt lắm á. Trời ơi, cái hũ muối. Hũ muối mới nó khó ấy nha.
Trời ơi, lạnh. Chút giòn. Đủ chưa? 20 trứng ăn. Nó sôi lên cái thơm nó ra nước nha cả nhà, nãy khô sôi lên ra nước. Sôi lên cái thơm ra nước đủ luôn. Mình luộc cái này thơm với nước dừa. Đây, là con cầm hay đặt đảo sơ. Chỉnh nước lên kìa. Ừ. Này con đảo đi trái cũng đủ rồi. Tưởng trái thiếu chứ. Đủ tại vì thơm nó ra nước mà. Đúng không? Ừ. Người ta bán đã 10.000 trứng hộp vịt lộn luộc nước dừa, còn mình này còn thơm thơm nữa, nó ngon không khiếp luôn con. Từ từ cho nó ra. Đứng mình đây nó lấy thơm cho nó ra nước đi, cái mình lấy đây lượm nâu đũa. Lượm nâu đũa nó gấp thơm chút, nó gấp thơm cho nằm trên. Đem lên cho thơm đây hai cái cho thơm nằm trên bàn nước ra là được rồi. Con video đi đây, con đâu để hai gấp ra mới được. Sao mặt lại lên đây cho trứng nó tụt xuống dưới được, hôm ra nước rồi, quá trời nước rồi, hôm ra nước cho trứng nó chìm dưới cho nó chứ mình trở nó chìm được. Chị nãy mua hai trái hôm cũng được, khỏi mua dừa. Hôm cái hôm này to không bằng hai cái kia là con. Để việc cho nó xuống nước, còn miếng này không? Hôm to hôm chiếm địa bàn cũng mấy. Chừng bởi trứng mệt lắm à. Nó vô lửa rồi, nó ấy. Chưa cho nó nằm. Xếp cho nó đẹp đẽ chứ hả? Để đảo trứng. Cái này nó tan ra nước hết rồi hết, thấy chưa ha? Còn cái miếng này chưa tan ra hết nước nè. Trứng cút khỏi đảo tự chín nè. Đang đảo chứ. Ý bởi hả? Đâu có. Cuốn hồn. Phải đảo trứng đi. Đồ mà không đảo trứng nó hiểu không có đồ. Cái trứng mấy bên kia cao quá vậy. Không có vấn đề gì đâu. Có trái thơm mà ra nước quá dữ. Rồi, con tạm ngưng đi ha, để. Quậy. Cho nó văng hả? Trời trứng này nó nứt rồi kìa. Đừng gần quá không gì được. Quá tuyệt vời, đẹp ha. Đẹp mà ngon tuyệt vời luôn đó, không hay tưởng tượng đâu. Trứng nứt thì nó rút cái nước hôm là nước dừa vô nhiều, nó còn ngon hơn. Rồi, tạm ngưng. Thiếu rồi. Ở lại cả nhà. Đặc biệt đi. Không, ngưng cái trong này quay nó rút xuống dưới hết ha. Đồ nặng dữ vậy, nhưng ánh thì không nổi phải rồi. Hàng nhưng ánh này thì không nổi. Dao vô ngắm, không ngờ tưởng nó nhẹ mà nó nặng khủng khiếp. Rồi. Mình... Lấy cái đồ vớt. Quên, hay chưa quên lượm đồ vớt nữa chứ. Ui dạ. Vớt này cho nó ngủ nha. Không, này mình không có chế nước lạnh cho nó nguội được không? Tại vì mình đã rút vô cho chắc ngon rồi, mình ấy như nó thì nó thất bại. Tạm. Giờ mình nấu xong rồi nha, cái nhà mình luộc trứng xong rồi. Mình làm nước ngọt với để khui trứng nó nguội chưa? Nó chưa nguội là chưa có được đâu. Rồi, chút cái này. Giờ đây lọc thử cái nguội chưa đây ha. Nóng quá. Lột là lột thiệt chứ sao thử được. Nóng quá trời đi. Kìa nó tách sẵn là hay lột dễ mà. Lột. Tạm ngưng con nóng quá con. Rồi gõ con lột nóng vỏ ra con bỏ qua bên kia. Cái hai thu rồi, hai không có lột vỏ được. Trời nóng dữ vậy. Được không? Nóng quá nóng. Đây. Ủa sao nó cạn nước trong rồi. Tại cái trứng nó ấy nó rút nước vô thôi nên nó đúng nóng rồi. Nóng quá không làm được hay à. Còn gõ banh trứng nó luôn. Tiêu nóng quá. Nóng quá nóng à. Nãy luộc dừa thôi rồi, nãy luộc
nóng quá trời. Từ từ. Đó, hai tạm ngừng video. Quay. Nè. Nước ngon nhất coi chừng nó không có nha. Nó nóng khủng khiếp luôn. Lấy cái muỗng hay khều á, cái muỗng khều. Nóng. Nóng chừng vô vỏ nha. Vỏ lấy rồi mình vớt ra. Rồi đẹp luôn. Ui vậy này, nước ở đây. Lẩu vốn sao? Còn vỏ bên đây, còn vỏ. Còn miếng vỏ rồi. Ok. Trứng nữa đi. Trứng nữa đi. Chờ hai lột nhanh tay. Ui da nó nóng. Không hiểu mà sao nó nóng khủng khiếp. Nóng quá. Quá trời. Ăn món ngon là lúc nào cũng phải khó khăn. Khó khăn. Nước ngon nhất là chừng không vô nước. Rửa tay cái đi là. Khoan. Nóng quá. Trời, hàng rửa tay cho nó giảm nhiệt độ của đây. Để hay làm cho con ấy đi. Trời nóng chưa? Nó giảm nhiệt rồi nè. Giảm nhiệt rồi mình làm lẹ hay. Giảm nhiệt thì làm lẹ chứ sao. Rồi vô một miếng vỏ vào đây. Được rồi. Đây 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 con. Để hay vậy nha. Đây. Để hay làm cho con quay cho nó đẹp chứ sao. Thì con vẫn đặt camera vậy. Rồi trộn muối lên cái đã đi. Rồi hay hay làm hay. Này con quay ngay chỗ này cái. Ngay rồi, chỗ nó hay trộn. Hay rồi hay thử đi. Thử nha cây. Thử coi nó như thế nào. Chị nói sao phải nói đèn vậy nha. Rồi cái gì nó sao. Đứng gần quá. Ngọt chua cay vậy ông phải ngọt kinh khủng luôn á. Cái con nó ngọt kinh khủng luôn nha, ngọt ghê gớm luôn. Ngọt kinh khủng luôn nha, ở nhà ăn tắm nè, ngọt kinh khủng luôn. Quân cay này nữa, nó ngọt khủng khiếp luôn. Cậu uống miếng nước vô. Nó không tương tương nổi. Quay sơ cái. Đây sao mà cái này. Rồi, thôi. Mình video kìa.